Lâm Canh Tân xóa bỏ tranh cãi khi đóng sinh viên ở tuổi U40 nhờ điều quan trọng này. Bỏ qua những tranh cãi về ngoại hình, diễn xuất của Lâm Canh Tân trong câu chuyện Hoa Hồng vốn nhận phản ứng tích cực, nam diễn viên được khen giữ phong độ tốt từ Dữ Phượng Hành, tạo phản ứng hóa học tốt với bạn diễn. Cụ thể, chủ đề diễn xuất của Lâm Canh Tân trong phim Câu Chuyện Hoa Hồng đã nhận về nhiều lời khen, đặc biệt là ở phân cảnh Phương Hiệp Văn ăn cơm cùng mẹ của Hoàng Diệt Mai, khi anh từ bỏ sự sĩ diện để kể về gia cảnh thật của mình. Trong phim, nhân vật Phương Hiệp Văn do Lâm Canh Tân thủ vai có hoàn cảnh khá khó khăn, bố mất sớm, mẹ phải làm một lúc hai công việc để nuôi anh đến năm học đại học. Từ năm nhất, anh đã đi làm thêm để trang trải cuộc sống, bấy lâu nay cũng không dám nghĩ đến việc yêu đương, tình yêu là điều xa xỉ, là gánh nặng, vì anh không có điều kiện vật chất. Cư dân mạng nhận xét rằng, ở phân cảnh này, Lâm Canh Tân đã thể hiện được ánh mắt bất an, khao khát có tình yêu, nhưng lại buồn sầu và tự ti, vì nghĩ mình không xứng đáng. Trước đó, Lâm Canh Tân bị xem là điểm trừ của phim, tài tử họ Lâm vào vai Phương Hiệp Văn, chồng cũ của nữ chính Hoàng Diệt Mai, cả hai gặp nhau ở trường đại học và có tình cảm với nhau. Ở phân cảnh quá khứ, tái hiện lại cảnh Phương Hiệp Văn đang là sinh viên đại học, Lâm Canh Tân tự đảm nhiệm vai này lúc trẻ mà không có diễn viên đóng thế. Nhiều khán giả cho rằng, nam tài tử bị già so với lứa tuổi của một nam sinh đại học, anh lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặc dù đã trang điểm kỹ, dù gặp tranh cãi về tạo hình. Nhưng nhìn chung màn thể hiện của Lâm Canh Tân ở Câu Chuyện Hoa Hồng cũng không quá tệ. Nam tài tử cũng được xem là một trong những ngôi sao có thực lực diễn xuất ở thời điểm hiện tại. Trương Vân Long bộc bạch chuyện ra mắt nhiều năm, nhưng vẫn không nổi tiếng. Trương Vân Long không phải là cái tên quá xa lạ với khán giả phim truyền hình Trung Quốc. Dù sở hữu vẻ ngoài nam tính cùng diễn xuất có chiều sâu, nhưng chỉ khi xuất hiện trong dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần trước nghiệp, Trương Vân Long mới thật sự được khán giả chú ý. Mới đây, khi tham gia chương trình, Trương Vân Long đã chia sẻ những lời từ tận đáy lòng về việc dù đã ra mắt nhiều năm nhưng vẫn không nổi tiếng. Cụ thể, nam diễn viên bộc bạch, thành thật thì tôi rất ngưỡng mộ với những diễn viên vừa ra mắt đã bước lên đỉnh cao. Tôi cũng từng tức giận và bất mãn với chính mình, nhưng thời gian trôi qua, tôi bắt đầu buông bỏ những suy nghĩ đó. Diễn xuất là một con đường lâu dài và đầy thử thách. Tôi muốn giữ lại là tình yêu và sự kiên trì dành cho nghệ thuật. Tôi nghĩ cách duy nhất để chiến thắng nhân sinh là sống cuộc đời mình theo cách mình thích. Bên cạnh đó, Trương Vân Long chia sẻ, bản thân anh hiểu rằng, mỗi vai diễn đều là một thử thách, mỗi một lần biểu diễn trên màn ảnh là một lần trưởng thành. Nếu chỉ tập trung vào mục tiêu danh vọng để diễn xuất, mà quên tận hưởng quá trình biểu diễn, thì cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ, chặng đường diễn xuất cũng ngày càng nhàm chán. Trương Vân Long sinh năm 1988, từng tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất của Bắc Ảnh khóa 2009, thế nhưng chưa vội đi đóng phim sau đó. Có một thời gian chàng Mỹ Nam dành hẳn thời gian của mình để đá bóng, còn tham gia đội tuyển ở vị trí thủ môn. Thế nhưng đam mê diễn xuất của anh lớn hơn, buộc anh phải dừng hẳn công việc làm chân sút để gia nhập showbiz, hợp tác với Lưu Thi Thi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần trúc nghiệp thiên. Mỹ Nam Trương Vân Long ban đầu gặp phải nhiều ý kiến không hài lòng từ khán giả. Họ cho rằng, danh tiếng của anh nếu so với nam chính Cung Tuấn trong phần Nguyệt Hồng có sự chênh lệch tương đối lớn. Những năm gần đây, nam diễn viên sinh năm 1988 gần như mất tích, độ hot không cao như những gương mặt sao nam lưu lượng 9X hiện nay. Tuy nhiên, nói đến vi dùa và tạo hình cổ trang của Trương Vân Long, anh chẳng chút thua kém so với bất cứ Mỹ Nam cổ trang nào. Kỹ năng diễn xuất của anh rất đáng tin cậy, thường xuyên được công nhận và đánh giá cao, mặc dù không có duyên với hai chữ bạo hồng. Đầu năm 2023, Trương Vân Long và Tôn Di góp mặt trong phim cổ trang Sơn Hà Chi Ảnh, mang đến câu chuyện thú vị cho khán giả. Đáng tiếc, bộ phim cũng không giúp nam diễn viên tài năng có bước tiến bứt phá đáng mong đợi trong sự nghiệp. Người hâm mộ hy vọng với dự án cũng là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Trương Vân Long sẽ nắm bắt được cơ hội trở mình và tạo dựng thêm nhiều danh tiếng trong giới. Dương Tử suýt nữa đóng nữ chính Mặc Vũ Vân Giang. Bộ phim Mặc Vũ Vân Giang do Vương Tinh Việt và Ngô Cẩn Ngôn đóng vừa phát sóng gần đây, đang nhận được nhiều yêu thích của khán giả. Mặc dù được chính Vu Chính lên ý tưởng kịch bản, nhưng ban đầu dân tình lại không quá để ý đến dự án này, một phần cũng bởi dàn diễn viên thiếu bắt mắt. Song, sau khi những tập đầu tiên của phim lên sóng, khán giả đã dần chú ý đến phim nhiều hơn. Ngay cả khi đụng độ phải đối thủ cực kỳ nặng ký là Khánh Dư Niên 2, Mặc Vũ Vân Giang vẫn sở hữu một lượng fan phim đông đảo, đè bẹp luôn cả Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng của Dương Mịch và Cung Tuấn. Ngô Cẩn Ngôn một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý nhờ Mặc Vũ Vân Giang. Có lẽ cũng đã rất lâu rồi kể từ sau Diên Hy Công Lược, tên tuổi của cô mới được phủ sóng diện rộng như vậy. Tuy nhiên, gần đây trên các diễn đàn mạng lại xuất hiện đồn đoán rằng
đoàn phim Mặc Vũ Vân Giang từng ngỏ ý muốn Dương Tử đảm nhận nữ chính nhưng bất thành. Sau đó, vai diễn này mới được chuyển tới tay Ngô Cẩn Ngôn. Dù đúng dù sai, cũng chẳng xác định được tính chính xác của đồn đoán, nhưng nhiều cư dân mạng lại cảm thấy may mắn vì Dương Tử không nhận dự án này. Ngô Cẩn Ngôn khi vào vai Tiết Phương Phi và Khương Lê, đúng là còn vấp phải một số tranh cãi, nhưng nhìn nhận một cách khách quan, vu chính để gà cưng đóng dự án này là hợp lý, nàng hoa đáng cũng rất phù hợp với dạng nhân vật này. Thêm vào đó, phản ứng hóa học giữa Ngô Cẩn Ngôn và đàn em Vương Tinh Việt cũng đặc biệt tốt, cả hai ăn ý đến nỗi cư dân mạng quên mất sự chênh lệch về tuổi tác. Với thành công của Mặc Vũ Vân Giang, đã giúp Ngô Cẩn Ngôn tăng 200.000 người theo dõi sau 7 ngày. Đây được xem là bước phát triển mới trong sự nghiệp diễn xuất nhiều năm của Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt cũng được phủ sóng diện rộng. Ảnh chụp lén gây sốc của Angelababy. Gần đây, Angelababy nhận lời mời tham dự một sự kiện thương mại, đã lâu không xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên nhận được vô số sự quan tâm và chú ý từ khán giả. Vậy nhưng, trong lần lộ diện này, những tấm ảnh chụp lén bằng cam thường, không qua chỉnh sửa của Angelababy, đã khiến dân tình giật mình hoảng hốt. Người đẹp xuất hiện với thân hình cò hương, diện áo 2 giây, Angelababy để lộ vóc dáng gầy gò đến nỗi lộ rõ cả xương trên phần ngực. Trong khi đó, ở những bức hình do studio và người hâm mộ đăng tải, Angelababy lại có thân hình vô cùng hoàn hảo không tì vết. Trên mạng xã hội, người hâm mộ nhận xét, vóc dáng của Angelababy ngày càng gầy gò, khiến tổng thể body bị mất cân đối. Sao cô ấy ngày càng gầy vậy? Xinh thì vẫn xinh, nhưng trông thiếu sức sống quá. Dạo này Angelababy không có lịch trình gì sao vẫn gầy quá. Dù vẫn xinh nhưng nếu tăng cân thêm đôi chút, thì nhan sắc của Angelababy sẽ đẹp hơn. Cô ấy có bế nổi con trai không vậy? Angelababy đang rơi vào tình cảnh vắng sâu ở thị trường giải trí Trung Quốc đại lục hậu scandal bị cấm sóng ngầm. Giữa tháng 4, trả lời phỏng vấn truyền thông, nữ diễn viên thừa nhận rằng cô chủ yếu ở nhà chăm con suốt thời gian qua. Angelababy cho biết cô chưa nhận được bất kỳ lời mời đóng phim mới nào và cũng không có nhiều lịch trình công việc. Theo tờ QQ, tính từ thời điểm thông báo tái xuất showbiz vào đầu tháng 2, Angelababy tham dự chưa đến 10 sự kiện giải trí. Tại thị trường Trung Quốc đại lục, cô chỉ mới xuất hiện tại tuần lễ thời trang Thượng Hải và sự kiện Chuồn Chuồn Đỏ. Bên cạnh đó, truyền thông Trung Quốc cũng tìm hiểu được Angelababy đã bỏ tiền mua suất dự sự kiện quốc tế như dạ tiệc lễ trao giải BAFTA Film Award, sự kiện khai trương khách sạn ở Dubai, nhằm gây chú ý trong ngày trở lại. Vì vậy, Angelababy đã cố tìm đường quay về quê nhà Hồng Kông, Trung Quốc, hoạt động với mục đích duy trì danh tiếng. Từ giữa tháng 3, người đẹp này đã bắt đầu nhận show và tìm sự giúp đỡ từ các tên tuổi lớn ở giới giải trí Hương Cảng như Cổ Thiên Lạc để có thể xuất hiện trở lại trên màn ảnh. Tuy nhiên, không có cánh cửa nào mở ra với Angelababy tại thị trường quê nhà. Gần đây, một số nguồn tin trong giới cho biết bộ phim cổ trang Tương Tư Lệnh mà Angelababy hợp tác với nam diễn viên kém 10 tuổi Tống Uy Long đã thông qua kiểm duyệt. Đây được xem là cơ hội vàng để nữ diễn viên lấy lại hào quang đã mất. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.